Xin chào mọi người nhá. Đây cửa hàng điện máy xe máy Huy Bộ đây ạ. Cửa hàng em đang chằng xe đi ship cho khách hàng mọi người nhá. Ship lưu động, ship tại nhà miễn phí luôn ạ. Đây. Hai xe một lúc, xe điện. Ông để tôi 300 nhá. Xe điện mọi người nhá. Đây là xe điện ạ. Có để không? Xe okay. Điện siêu bền đây ạ, siêu khỏe tại điện máy xe máy Huy Bộ đây. Hai xe một lúc ạ, ship lên Đèo Bén ạ. Ship tận nhà. Ship tận nhà cho khách mọi người nhé. IAD, đây là xe IAD Ulai. Thiết kế 6 bình. Xe siêu bền luôn. Đi 110 km thì hết điện ạ. Rất là phù hợp với đường ở trên Đèo Bén của mình luôn. 500 anh em mua xe thì ra Huy Bộ thăm khảo nhé. Cửa hàng em ship xe tận nhà. Đây là anh ấy, anh mua online luôn mọi người ạ. Thấy hàng xóm mua về xe tốt. Không cần ra shop xem nữa mà gọi điện ship luôn tại nhà cho anh luôn. Khách hàng vẫn chưa ra đến cửa hàng nhưng mà đã chốt được xe rồi ạ. Ship hai xe một lúc ạ. Đây nhá, xe điện tại đại lý em rất là nhiều luôn. Đây. Đây là một góc thu nhỏ thôi ạ. Còn hàng trong kho rất là nhiều mọi người ạ. Đây. Nên là em đang đứng ở giữa sân của cửa hàng luôn ấy. Đứng ở giữa sân để phát trực tiếp luôn. Vẫn đang xe hàng mới đang chờ chuẩn bị xuống hàng ạ. Hàng mới cập nhật liên tục mọi người nhé. Xe đạp điện giá siêu xinh chỉ từ hơn 6 triệu trở lên thôi ạ. Từ hàng vừa tiền đến hàng đắt tiền đại lý em đều sẵn hết ạ. Đây là mẫu xe đạp điện IAD cực kỳ hot nhất trong thời gian này ạ. Xe sử dụng trên 150 quốc gia. Đây, đại lý em đang ship xong, chằng xong xe rồi ạ. Chờ anh tài xế ship xe thôi. Cái bên cạnh là 133 mọi người nhé. 133 thì giá cái đang bán kia là hơn 7 triệu ạ. 7 triệu rưỡi. Còn có hàng vừa tiền hơn nữa mọi người nhé. Hơn 6 triệu cũng có ạ. Còn cái bên to bên này thì là hơn 18 triệu mọi người nhé. 18 triệu 990 nghìn. Đây. Xe rất là đẹp luôn, chắc chắn luôn. Hai người lên Đèo Bén thoải mái luôn ạ. Thôi đi ship đi anh ơi, ship nhanh còn về. Đây ạ. Cái này cửa hàng mình ship lên Đèo Bén mọi người nhé. Hai khách này đều ở trên Đèo Bén luôn. Ship tận nhà miễn phí. Xe rất là đẹp luôn, chắc chắn luôn. Hàng chính hãng. Mọi người mua xe ra Huy Bộ chọn nhé. Đại lý em ship tận nhà miễn phí luôn. Mọi người yên tâm ra chọn sản phẩm nhé. Bảo hành 2 năm, 1 năm tùy theo từng sản phẩm ạ. Bảo hành tại nhà luôn ạ. À, khách sáng nay mà đặt xe cửa hàng em rồi để ý điện thoại giúp em nhé. Cửa hàng em đang trên đường đi ship rồi ạ. Nếu mà vào đến trên đèo thì về đến nhà các khách thì sẽ có tầm khoảng 30 phút nữa thôi ạ. Lại đến nhà mọi người rồi ạ. Để ý điện thoại giúp em nhé. Rất thích cái cảm giác này luôn. Xe lăn bánh, mang hàng tận nhà phục vụ khách hàng luôn. Đây. Anh cửa hàng trưởng đang ship xe. Mọi người nhìn có rõ không ạ? Đây ạ, đại lý em cũng rất là nhiều mẫu xe điện phù hợp với túi tiền của mọi người nhé. Năm nay xăng rất là đắt, mọi người mua xe điện cũng rất là hợp lý đấy ạ. Xăng thì rất là đắt rồi, 30.000 một lít mà chưa có dấu hiệu giảm. Đây, anh ship lên đèo mọi người nhé. Xe đã lăn bánh, đây là xe xuống hàng.
Xe mới về đấy ạ. Đây là nhập xe mới đấy ạ. Cửa hàng em cập nhật hàng liên tục luôn. Honda Vision. Cảm ơn mọi người.